ai à Yuka ơi. Quẩn đéo gì chạy đéo đâu, chạy dọc hướng Yuka thì mẹ nó múa ngược lại, chạy về lên trên nóc phải chứ. Phải lò như con má lên game chán quá, mẹ quýnh game muốn lộn, không nhiều thế bản đồ hết quýnh cay vái. Má quýnh cha nội nó nhát chết hết. Má game sau mình làm một cái mẹ hướng dẫn đi support cho anh em chơi. Má bảo quýnh màu mè quá bảo ơi. Phân thoát rồi. Ăn hồi máu như cút tách ạ. Má quýnh trận support cho con nè, mẹ mày má nhìn quýnh support cay giái quá. Má nhìn đánh support đúng điên luôn á, đéo quýnh luôn. Thằng này support đây. Má đánh con support nhìn đúng tù luôn á. Đánh đúng an toàn luôn, má đánh support kiểu mẹ nó nhường, nhường hết sân chơi cho người ta từ đầu tới cuối luôn á. Má điên thiệt chứ. Nếu hiểu sao lùn, bảo đi quýnh giải được, mẹ mày nhục luôn á bảo, thiệt anh hỏi thiệt luôn. Má tư duy quýnh game đúng tệ luôn. Điên tí thiệt. Má để mình đi support nha anh em ơi. Đi cái mình. Đánh dễ phải ra má, đánh mà cứ phải đợi mẹ kiểu nó thấp máu hay nó bu vô cục mẹ mới anti, má đợi nó chắc chết quá. Mẹ gặp đúng thằng tôm một gian cục tím. Chào Vy nha. Đi support cho anh em ơi. Má vậy đi support lần thì cho biết chơi. Má nhìn tao đánh support điên quá, má đi đường mẹ mày. Đầu ăn thấy mà. Quýnh nó hiền quá mẹ nó thấy support tiện đầu game đi, cứ đi lên cho nó mẹ chiêu 2 xây chiêu 1, chiêu 2 xây chiêu 1. Chết. Rồi xong tới mấy phát, ừ mẹ nó có đồ, nó có máu rồi, không lên cao hay đứng trong trụ, cứ đứng trong vòng vòng chỗ mắt, em xu chi không biết. Anh em mà đánh gì lên nó phía trước con à. Ok Phương nha. Má thiệt tình. Khổ quá. Trời ơi, đi support cho anh em coi. Anh em gọi vui, anh em ở kênh gọi vui theo anh em ơi. It's your turn to pick.
Cậu đi đâu vậy? Cậu đi top mà. Top, top, top. Má quýnh này phải chủ động anh em ơi, mày đánh nó bị động quá, tem không quýnh từ đâu. Quýnh mà vừa bản đồ nhưng mà nó khó quýnh lắm, mẹ đầu game hai bên quýnh ngang cơ nha mà. Viễn gầy. Ồ. Cái thằng S4 ở đâu suy ra? Anh em đừng có chơi kiểu mà mẹ anh em để người trên kênh chơi đi anh em ơi. Chơi mẹ vô còn mời bạn bè vô gì nữa mọi người. Má nhìn thằng Bảo nó quýnh support nó hiền quá, nó quýnh support nó nhát quá, nó không dám lên. Lên nó sợ chết hay gì á. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Kiểu mẹ nó đứng nó chết được câu chi vô bò quýnh từ nữa nó sợ. Mẹ sợ bán máu gì á. Nhiều support chết 10 mạng cũng được nữa. Bài chắc chỗ tài đó. Rồi được rồi nha. Quánh nghĩ rồi á. Thiện đúng không? Ê tao cướp bùi đỏ, cướp bùi đỏ á, cướp bùi đỏ á. Có trên thầy. Có không? Nếu có. Trên nè. Bùi dưới này, bùi dưới này à. Ở dưới 2 quýnh 2 nha. Ổn không? Từ ban heo, ban heo đầu game mạnh lắm. Thắng quýnh đi đắc mà thắng. Đang đánh đi đắc mà thắng. Thằng này không có tướng chơi. Đã biến đổi quá. Máy vô bú quyền. Rồi vô phải gánh ngược lại. Để luôn. Middle lane tower is under attack. Miss mắt này. Về thôi. Công dở công để đi tập như vậy anh công. Lướt vô chém ai đây ơi. Bỏ quay thấp thôi. I'll grind you into dust. Dragon and Slayer have appeared. Anh xin bán máu để tập nhìn thôi. Quá đi rồi. Ali ơi,